Các em thân mến, bây giờ thầy sẽ hỗ trợ các em để giúp các em học thật thuộc các hóa trị của các cái kim loại, các cái phi kim và các cái nhóm nguyên tử. Tại sao mà thầy chú trọng cái phần này như vậy? Bởi vì đây chính là phần quan trọng nhất. Có thể nói là phần quan trọng nhất. Tại sao quan trọng nhất? Bởi vì các em biết rằng hóa trị là gì? Đó là những cái chỉ số để thể hiện khả năng liên kết của nguyên tử này với nguyên tử khác, hoặc là nhóm nguyên tử này với nhóm nguyên tử khác. Nó vô cùng quan trọng. Bởi vì sao? Nếu các em không thuộc hóa trị thì các em không thể lập được công thức đúng. Mà các em không lập được công thức đúng thì có nghĩa là tất cả các cái phương trình phản ứng các em sẽ sai hết. Mà khi đó thì các em biết rồi, phương trình mà sai thì mọi bài tập, mọi bài giải đều không giá trị. Chính vì thế đó mà cái hóa trị là cái gốc gác của mọi vấn đề. Và đây chính là nguyên nhân vì sao mà các bạn hỏng môn hóa, hay là học kém môn hóa, hay là không thể theo được môn hóa. Nếu như các em học chắc cái hóa trị này, các em biết vận dụng nó một cách tốt, một cách hoàn thiện, một cách trơn tru, thì đấy chính là cơ sở rất tốt để giúp các em học giỏi môn hóa. Và cụ thể sau đây, thầy sẽ là người bạn của các em, giúp các em hỏi, thầy hỏi các em và các em đáp. Thế thì cách làm như thế này, nếu như các em trả lời đúng thì các em tiếp tục nghe và trả lời câu hỏi tiếp theo. Thế còn nếu các em trả lời sai thì các em hãy tạm dừng, stop lại video này. Sau đó thì các em mang giấy nháp ra, các em viết đi viết lại 10 lần. Nếu chưa thuộc thì viết thêm 20 lần cho thật thuộc đi. Khi thuộc rồi các em hãy quay lại, các em nghe thầy hỏi tiếp và các em trả lời tiếp. Đến khi nào mà hết một lượt thì các em lại quay lại lượt 2. Quay lại đợt 2 thì các em lại lặp lại như vậy. Nếu các em trả lời đúng thì thôi, nghe tiếp và trả lời. Thế còn nếu như sai thì lại tạm dừng video clip và các em viết ra giấy nháp 10 lần cho thật thuộc. Và cứ như vậy cho nó hết lần thứ 2. Sau hết lần 2 các em quay lần 3. Quay lại lần 3 và các em lại tiếp tục trả lời. Đến khi nào mà tất cả các cái nguyên tử, các cái nhóm nguyên tử mà các em thuộc hóa trị một cách trơn tru, một cách lầu, thì có nghĩa là đạt yêu cầu. Buổi sau thầy sẽ kiểm tra các em. Đấy. Những bạn nào mà không thuộc thì thầy sẽ vừa bắt chép phạt này, lại vừa trừ điểm. Đấy, chính vì vậy mà nó rất thiệt thòi cho các em, nên thầy muốn các em thật thuộc trước khi đến lớp buổi sau. Nào, sau đây nhá. Như cụ thể này, thầy đố ngẫu nhiên thôi. Natri bao nhiêu em? Kết quả nhá, natri hóa trị 1. Canxi bao nhiêu em? Canxi hóa trị 2. Magie bao nhiêu em? Magie hóa trị 2. Nhôm bao nhiêu em? Nhôm hóa trị 3. Sắt bao nhiêu? Sắt hóa trị 2 và 3. Kali bao nhiêu? Kali hóa trị 1. Tiếp theo, bạc bao nhiêu em? Bạc hóa trị 1. Tiếp theo, bari bao nhiêu em? Bari hóa trị 2. Đồng hóa trị bao nhiêu em? Đồng hóa trị 2. Kẽm bao nhiêu? Kẽm hóa trị 2. Nào thầy xem nha. Hiro bao nhiêu em? Hiro hóa trị 1. Oxy bao nhiêu? Oxy hóa trị 2. Clo bao nhiêu? Clo hóa trị 1. Nhóm OH bao nhiêu? OH hóa trị 1. Nhóm NO3 bao nhiêu? NO3 hóa trị 1. Nhóm PO4 bao nhiêu? PO4 hóa trị 3. Nhóm CO3 bao nhiêu? CO3 hóa trị 2. SO3 bao nhiêu? SO3 hóa trị 2. SO4 bao nhiêu? SO4 cũng có hóa trị 3, cũng có hóa trị 2. Chì bao nhiêu em? Chì hóa trị 2. Tiếp theo nhá. Bây giờ thầy nói qua một chút về cái đồng này. Đồng ấy thực sự là nó có hai hóa trị các em ạ. Đồng là có hai hóa trị. Riêng cái đồng ấy là có hai hóa trị, là hóa trị 1 và hóa trị 2. Thầy nói luôn là đồng có hai hóa trị, hóa trị 1 và hóa trị 2. Nhưng mà cái hóa trị 1 của đồng ấy
gần như là chúng ta rất ít khi gặp. Vì vậy mà người ta không đề cập, người ta không nói tới, nên chúng ta bỏ qua hóa trị 1 của đồng. Nhưng mà thực chất là đồng có hai hóa trị em nhớ nhé. Nhưng mà chúng ta chỉ quan tâm đến đồng hóa trị 2 thôi. Bây giờ thầy hướng dẫn các em, giúp các em tiếp tục học đến hóa trị của các nguyên tố phi kim có nhiều hóa trị. Thầy hỏi này, carbon hóa trị bao nhiêu em? Carbon là 2 và 4. Tiếp theo, nitơ hóa trị bao nhiêu em? Nitơ hóa trị 1, 2, 3, 4 và 5. Tiếp theo, lưu huỳnh hóa trị bao nhiêu em? Lưu huỳnh hóa trị là 2, 4, 6. 2, 4, 6 nha. Phốt pho hóa trị bao nhiêu em? Phốt pho hóa trị là 3 và 5. Đấy. Thế có nghĩa là chúng ta hết một lượt, các em lại tiếp tục, các em tua lại lần 2. Và các em lại làm như vậy. Cái nào chưa thuộc thì các em viết ra giấy, và đã thuộc thì lại nghe tiếp và trả lời tiếp. Và cứ như vậy, đến khi nào các em lặp đi lặp lại, đến khi nào các em thuộc hết một cách vèo vèo ấy, một cách thuộc lầu ấy, bật ra là phải trả lời được luôn. Không phải là phải suy nghĩ đâu. Nếu mà hóa trị mà phải suy nghĩ là chưa đạt yêu cầu. Chưa đạt yêu cầu, các em phải cố gắng là thuộc lầu lầu. Đấy. Để chúc các em may mắn.